Rồi, xin chào quý vị và các bạn nha. Okay, các bạn nghe mình rõ không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để giỏi tiếng Anh. Đầu tiên đó là mình phải phân tích cái nguyên nhân mà các bạn không giỏi tiếng Anh. Tại sao mà các bạn học tiếng Anh mười mấy năm mà nó chưa giỏi? Là tại sao, lý do gì mới được? Mình phải biết lý do thì mình mới khắc phục được các bạn. Các bạn đừng có nghĩ là phải đi qua Úc hoặc là đi qua Anh hoặc là đi qua Mỹ hoặc là đi qua Canada thì các bạn mới giỏi tiếng Anh nha. Các bạn ở Việt Nam các bạn vẫn có khả năng giỏi tiếng Anh như thường. Và các bạn không tin thì các bạn có thể hỏi những cái người mà đi nước ngoài, những cái người mà đã từng ở nước ngoài về Việt Nam, khẳng định với các bạn một lần nữa luôn, giỏi hay là không giỏi là do các bạn. Có những bạn chưa đi nước ngoài lần nào mà tiếng Anh nói rất là lưu loát, gặp người nước ngoài cứ mở miệng ra phóng một đống tiếng Anh luôn, mà có những người ở nước ngoài mấy chục năm họ vẫn không nói được tiếng Anh. Thì mình phân tích cho các bạn nha. Có những người ta đi Úc với các bạn, người ta không học tiếng Anh, có nghĩa là họ qua họ ở cái khu người Việt và họ sống từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia, họ đi chợ búa rồi đi đi tiếp xúc những người người Việt Nam, họ chơi với toàn người Việt Nam mà, thì họ đâu có cần phải giỏi tiếng Anh để làm gì đâu. Các bạn cứ nghĩ đi, họ đi qua như vậy cho dù những người hàng xóm họ người Tây, người ta chỉ chào hello rồi say goodbye vậy thôi, họ không cần phải giỏi tiếng Anh. Các bạn phải hiểu nha, chứ không phải ở nước ngoài bạn cứ nghĩ là cái người nào ví dụ như Việt kiều Mỹ, Việt kiều Úc, Việt kiều Canada về Việt Nam là bạn nghĩ là người Việt kiều là phải biết tiếng Anh. Không phải 100% biết tiếng Anh. Có những người đi ra nước ngoài, các bạn hỏi đi, những cái người lớn tuổi họ đi ra nước ngoài họ không có biết tiếng Anh gì đó, họ khi họ về nước họ chơi hay là họ đi thăm gia đình họ cũng không có giỏi luôn. Có nghĩa là không cần phải tiếng Anh giỏi, họ vẫn sống được ở trên cái nước mà nói tiếng Anh các bạn. Có nghĩa là họ sống ở khu người Việt. Và những cái người này người ta không học tiếng Anh tại vì chính phủ Úc á, khi mà một cái người Việt Nam đi qua bên Úc định cư thì chính phủ cho họ 500 giờ học tiếng Anh các bạn, nhưng mà họ không có học giờ nào hết, và có thể là họ học vài giờ họ không thích học nữa thì chính phủ Úc nó cũng không bắt buộc. Do đó cái tin tốt cho các bạn á là các bạn có thể học giỏi tiếng Anh ở Việt Nam được, và tại vì các bạn không biết cách thôi, lát nữa mình sẽ chỉ cách cho các bạn. Cái phương pháp mình dạy tiếng Anh, mình hướng dẫn các bạn tiếng Anh, có thể bạn áp dụng luôn ở tiếng nước ngoài luôn, tiếng tiếng khác, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng gì các bạn. Lý do mà các bạn chưa giỏi tiếng Anh đó, vấn đề là ở đây các bạn, cái phương pháp học tiếng Anh của bạn sai. Tại sao phương pháp học của bạn sai? Có nghĩa là cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam dạy các bạn tiếng Anh sai. Ở Việt Nam dạy cho các bạn sao? Các bạn học thuộc cái gì trước? Đầu tiên là các bạn học thuộc ngữ pháp, đó là cách học tiếng Anh sai. Không có ai dạy ngữ pháp trước hết. Ngay cả học ở nước ngoài, mình đã học ở nước ngoài rất là nhiều năm, mình thấy là hệ thống giáo dục ở nước ngoài, đặc biệt là nước Úc, không có dạy ngữ pháp. Cái thứ hai sai là từ vựng, họ không có dạy bạn học từ vựng, họ dạy bạn học phrase, có nghĩa là học cái cụm luôn chứ không học một từ. Có nghĩa là học từ ví dụ như từ wood hoặc là từ search hoặc từ microphone, nó không dạy bạn như vậy mà nó dạy bạn nguyên một cụm từ luôn, là một cái cụm từ là còn có hai ba bốn tâm từ, chứ người ta nó không dạy một từ. Tại vì một từ bạn học bạn sẽ quên, nhưng mà nếu bạn học một cụm từ thì bạn sẽ nhớ. Đó, hai cái đó bạn nhớ chưa? Thứ nhất là ngữ pháp sai, thứ hai là từ vựng sai, và cái thứ ba nữa các bạn, cái cách làm bài tập của Việt Nam mình cũng sai luôn. Có nghĩa là bạn thấy hồi xưa bạn học không, thầy cô giáo về bắt bạn làm bài tập điền vô chỗ trống rồi, nó là cách đó sai, ở nước ngoài người ta không làm cách đó các bạn. Và cái thứ tư tuyệt đối sai nữa là cái gì các bạn biết không, là khi mà học tiếng Anh á, thầy cô tạo cho học sinh cảm giác rất là nguy hiểm, và thậm chí thầy cô nói sai luôn, phát âm sai luôn, có những từ thầy cô phát âm sai luôn thì học sinh làm sao nó phát âm đúng được. Các bạn cứ thử nghĩ đi, các bạn về các bạn nghe thử coi thầy cô nói các bạn có thấy sai không. Thầy cô mà phát âm sai thì làm sao mà học sinh nó phát âm đúng được. Thầy cô dạy tiếng Anh lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm các bạn, lúc nào cũng trời ơi cái môn tiếng Anh này bạn mà biết được tiếng Anh là rất là hay, lúc nào cũng thầy một cô tỏ ra nguy hiểm, lúc nào ta cứ nghĩ tiếng Anh là khó, người ta tiêm vô đầu các bạn tiếng Anh là cái môn khó, tiếng Anh là cái môn khó. Nhưng bây giờ mình muốn các bạn suy nghĩ lại, tiếng Anh là cái môn rất là dễ. Một đứa con nít giống như con của mình đó, nó tự nhiên nó thuộc được tiếng Anh, nó nói được tiếng Anh thì các bạn cũng có thể làm được trong vòng vài tháng cho tới một năm, các bạn có làm được nếu mà các bạn làm đúng theo phương pháp của mình. Rồi sau đó mình sẽ chỉ cho các bạn cách học tiếng Anh sao cho nó hài hước, sao đó cho nó vui vẻ, để các bạn có thể học tiếng Anh mà bạn thấy nó vui, nó cảm giác là trời ơi tôi học tiếng Anh tôi thích học tiếng Anh quá, tiếng Anh nó có nhiều cái điều hay quá, tôi học tiếng Anh mỗi ngày tôi thấy vui và tôi thấy nó dễ, vui và dễ các bạn. Đầu tiên vô bạn muốn nói tiếng Anh bạn lấy thôi, hít vô rồi bắt đầu nói từ từ ra, chứ không phải nói tiếng Anh cứ nói như tiếng Việt, không phải. Tiếng Việt là nói nó câu nó ngắn gọn, còn tiếng Anh là cái câu nó rất là dài, bạn phải hít thở vô xong rồi bạn nói ra. Đó, cái điều khác biệt của tiếng Anh và tiếng Việt như vậy nha, mọi người nên nhớ nha.
Bây giờ các bạn muốn học tiếng Anh á, các bạn lên trên internet, các bạn đánh vô cho mình là 3.000 từ của cái ông gọi là Ngô Bảo Châu nha, Ngô Bảo Châu nha, Ngô Bảo Châu. Ông Ngô Bảo Châu này, ổng là giáo sư toán học các bạn, ổng dạy được rất là nhiều giải thưởng, nhưng mà ông này ổng rất là hay, ổng có những cái bài tiếng Anh rất là hay các bạn. Đây nha, bây giờ mình bắt đầu đọc nha. Hello có nghĩa xin chào. Goodbye tạm biệt thì thào whisper. Lai nằm sleep ngủ dreamer. Thấy cô gái đẹp, see girl beautiful. I want là tôi muốn, kiss là hôn, lip là môi, eyes mắt, sướng rồi là oh yeah. Đó rồi. Long là dài, short ngắn, tall là cao. Here đây, where there đó, with nào, where đâu. Sentence có nghĩa là câu, lesson bài học, rainbow cầu vồng. Đó, thấy không các bạn? Husband là đức ông chồng, có nghĩa là husband là ông chồng á. Daddy là cha hoặc là bố nè. Please don là xin đừng. Darling là tiếng gọi em cưng. Merry vui thích là cái chữ Merry Christmas đó các bạn, là hân hoan vui thích. Cái sừng là horn, horn là cái sừng của con, cái con thú nào là con horn. Rắc rồi xài đỡ chữ thon, thon là rắc. To sing là hát, song là một bài hát nè. Nói sai thử sự thật là to lie. Go là đi nè, come là đến, một vài là some. Đứng là stand, look là ngó, lie là nằm. Five, năm, four, bốn, hole là cầm, place là chơi. Đó các bạn, one life là một cuộc đời, happy là sung sướng, laugh là cười, cry là yêu. Lover tạm dịch người yêu, love là tình yêu nha, lover là người yêu. Charming là duyên dáng, mỹ miều là graceful. Mặt trăng là chữ the moon, world là thế giới, sớm soon lake hồ. Dao là knife, spoon là muỗng, cuốc là hoe, đêm là night, dark là tối, khổng lồ giant. Fun là vui. Rồi ok. Đọc như đó thấy đã chưa? Thấy vui không? Thấy không? Học tiếng Anh mà theo cái vơ thơ lục ba lục bát này, vừa học vừa vui vậy thì các bạn sẽ học sẽ bạn nhớ rất là nhiều. Còn học tiếng Anh mà trên lớp của cô cứ dạy hello, xin chào, các con ghi bài đi. Goodbye là tạm biệt nha. Whisper là thì thào nha. Đọc như vậy nó rất là chán, mà các bạn vô cái câu gọi là hello có nghĩa xin chào, goodbye tạm biệt thì thào whisper. Đó các bạn học thuộc ba chữ rồi. Hello nè, goodbye nè, whisper nè, bạn nhớ chưa? Dễ dễ hiểu vô cùng luôn, rất là dễ hiểu. Bạn có thể đọc cho con cháu các bạn nghe, những người lớn tuổi đọc theo cái này cho con cháu các bạn nghe, và những các bạn nhỏ nhỏ bạn sẽ tin cái đi ra có người yêu, bạn trai bạn gái gì đó, dẫn ra ngồi hai người ngồi đọc với nhau, đọc vừa học tiếng Anh vừa tâm tình với nhau, thấy vui không? Rồi các bạn hãy đọc hết cái cuốn này thì các bạn học được 3.000 từ. Rồi các bạn hỏi mình làm sao mà để biết đọc đúng nha, đọc đúng dễ ẹc à. Đọc đúng thì các bạn đánh lên từ, mở ra mấy cái website Google, Google nó đọc cho các bạn, và download những cái phần mềm về nó chỉ cho các bạn đọc. Cái này rất là hay các bạn, có nghĩa là thơ lục bát nó theo vần theo điệu nó rất là hay. Cái này là cái đầu tiên nhập môn để mình chỉ cho những cái học viên của mình. Tại sao các bạn chưa giỏi tiếng Anh? Bây giờ nó có hai cái nguyên nhân các bạn chưa giỏi tiếng Anh thôi. Đây mình nói ra các bạn nha. Lý do các bạn á là cái động lực của các bạn chưa đủ lớn. Động lực của bạn chưa đủ lớn, tất cả mọi liên quan. Ví dụ như bạn nói bạn chưa có nhiều tiền thì động lực kiếm tiền của bạn chưa đủ lớn. Nói bạn chưa thành công nghĩa là động lực thành công của bạn chưa đủ lớn. Bạn chưa giỏi tiếng Anh có nghĩa là cái động lực của bạn chưa đủ lớn. Cái thứ nhất là bạn không có xác định được cái why, cái tại sao của bạn học tiếng Anh. Giống như bây giờ đi, các bạn xác định mục tiêu, có những các bạn học viên của mình đó, xác định mục tiêu, nhưng bạn xác định mục tiêu rất là chung chung, nên cuối cùng bạn cũng cái giấc mơ hoặc là cái why của bạn, cái tại sao của bạn lại chết. Lý do tại sao nó chết là bạn nói là bây giờ nè, lúc nào các bạn trong bất cứ lớp học nào của mình đó, mình cũng nói với các bạn học viên mình, các bạn các anh chị hãy ngồi xuống viết cho mình, lấy một tờ giấy A4 ra viết cho mình tại sao anh chị muốn học cái lớp này. Có thể là lớp lớp phát triển bản thân, lớp học mentor, lớp học bất động sản, bất cứ lớp nào các bạn hãy ngồi xuống các bạn viết ra. Bây giờ các bạn học lớp phát triển bản thân đi, hoặc là các bạn học lớp tiếng Anh đi, thì các bạn sẽ ngồi xuống các bạn viết tại sao tôi muốn học tiếng Anh giỏi, tại sao tôi muốn học tiếng Anh thôi, tại sao tôi muốn nói chuyện tiếng Anh được, tôi muốn nghe tiếng Anh được, tại sao. Các bạn phải tự trả lời câu này chứ bạn đừng có hỏi mình cái mục tiêu, cái động lực của mình khác, các bạn khác. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái ví dụ của bản thân mình hoặc là ví dụ của những người học viên mình nha. Mình hỏi các bạn á thì các bạn cũng trả lời, là có người trả lời là ôi, tôi học tiếng Anh giỏi tôi cũng không biết tôi để học để làm gì nữa. Đó các bạn nào, rất là nhiều người trả lời là em học tiếng Anh giỏi em cũng không biết để làm gì nữa, vậy em học làm gì. Đó các bạn, khi mà bạn không biết bạn học tiếng Anh giỏi để làm cái gì thì bạn học và bạn không giỏi là đúng rồi. Giống như những bạn học viên của mình nói
học tiếng Anh giỏi để đi xin vô những cái công ty nước ngoài làm. Công ty nào? Bạn phải cụ thể ra. Công ty nào? Công ty nước ngoài là công ty nào? Công ty đó ở Singapore, ở Malaysia hay là công ty ở Việt Nam? Mà công ty tên gì? Bạn muốn công ty nào? Bạn phải kế hoạch của bạn cụ thể ra, giống như là tiền thôi các bạn. Bạn muốn giàu, bạn muốn bao nhiêu tiền? Bạn muốn thành công, bạn muốn thành công như thế nào? Bạn muốn giàu là bạn muốn cần bao nhiêu tiền? 1 triệu đô hay là 1 tỷ hay là 5 tỷ hay 10 tỷ? Bạn phải rõ ràng ra các bạn. Chứ đây bạn nói, ôi tôi muốn học tiếng Anh giỏi. Tiếng Anh giỏi để làm gì? Tiếng Anh giỏi để tôi đi làm việc cho công ty nước ngoài. Rồi, công ty nào? Bạn phải xác định ra công ty là nào. Ví dụ như mình nói bạn có thể làm cho công ty Intel đi, hoặc là công ty Samsung, thì công ty đó nó trả lương cho bạn bao nhiêu? Ví dụ hiện tại lương của bạn 5 triệu hay là 10 triệu đi làm cho Samsung, này lương của nó sẽ trả cho bạn là 20 triệu, thì động lực các bạn phải nghiên cứu cái đó. Đi làm cho Samsung sẽ là 20 triệu, mà tôi đi làm công ty Việt Nam cũng có nghề đó luôn, nhưng mà tôi chỉ được trả 10 triệu hoặc là 5 triệu thôi. Phải rõ ràng ra, bạn phải rõ ràng ra cái gì mà nó liên quan tới tiền là động lực tăng lắm. Trời ơi, máu nó dồn lên não, nó bốc khói ra luôn các bạn. Cái gì mà nó liên quan tới tiền, hoặc là bạn có thể phi thân lên cái cây luôn á. Trời ơi, tôi đang làm 5 triệu mà làm 20 triệu, phi thân lên cái cây được luôn á, hoặc là nhảy qua cái tường được luôn á. Nghe mà tiền nó lên, nó máu nó lên dữ lắm. Rõ ràng cụ thể lên các bạn, chứ không thể nào nói là tôi làm để tôi đi làm công ty nước ngoài. Công ty nào? Bạn đã nghiên cứu về công ty đó chưa? Công ty đó tuyển, lương của công ty đó bao nhiêu, bạn có bao nhiêu người bạn làm với công ty đó? Rõ ràng ra các bạn, mục đích phải rõ ràng. Đó là cái thứ nhất, không có rõ ràng thì sẽ không đi đến đâu hết. Còn bây giờ cái thứ hai, khi mà tôi biết tiếng Anh, tôi sẽ dạn dĩ tôi nói chuyện với người nước ngoài, tôi sẽ học được những cái nền văn hóa của người nước ngoài đó. Nước ngoài là nước nào? Khi mà tôi biết tiếng Anh, tôi có thể đi du lịch, đừng có suy nghĩ đi qua Mỹ hay là đi châu Âu hay đi qua Úc chỉ cho nó xa, đi qua Singapore thôi. Khi mà tôi đi qua Singapore, tôi biết tiếng Anh, tôi có thể nói chuyện với người Singapore. Khi tôi đi qua Singapore, tôi có thể đi một mình tôi ở Singapore. Khi tôi biết tiếng Anh, tôi có thể đi du lịch những nước nước nói tiếng Anh được, và tôi không có sợ tụi nó nữa. Tôi không có sợ mấy thằng Tây, tôi không có sợ mấy thằng Singapore. Khi tôi có tiếng Anh rồi, tôi sẽ đi được bất cứ nước nào mà tôi muốn. Đặc biệt là bây giờ, nếu bạn nào chưa đi nước ngoài, tôi sẽ đi qua Singapore trước. Passport bạn làm có 200 ngàn thôi. Và đi Singapore đâu có mắc đâu. Đi Singapore bây giờ bạn book vé khoảng 2-3 tháng sau bạn đi. Vé Singapore đi có 100 đô, nó rất là rẻ. Các bạn hãy thử đi Singapore một lần đi các bạn, bạn sẽ thấy. Khi bạn đi Singapore được rồi, đi qua Malaysia hoặc là đi đi qua Indonesia, sau đó bạn sẽ đi vòng vòng mấy nước châu Á, là nước nào bạn cũng đi được, bạn láng á. Có nghĩa là có được tiếng Anh rồi, tôi sẽ đi du lịch, tôi không có sợ bất cứ thằng Tây nào. Tôi biết tiếng Anh, nó nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh, tôi sẽ trả lời được nó tiếng Anh. Khi bạn tự tin như vậy, bạn cái quan của bạn mạnh như vậy, là bạn sẽ học tiếng Anh. Cái mục đích của bạn học tiếng Anh nó sẽ khác các bạn. Khi mà tôi biết tiếng Anh, tôi có thể đọc sách bằng tiếng Anh được. Những quyển sách của mình đọc á, bằng tiếng Anh các bạn, chứ không phải tiếng Việt. Tiếng Việt á, là mình đọc để coi, mình coi người ta dịch có đúng hay không thôi. Mình đọc, mình thích đọc tiếng sách tiếng Anh. Tại vì sách tiếng Việt người ta dịch ra, người ta bỏ những cái phần quan trọng các bạn. Đây là mình nói cho các bạn nghe luôn nha. Các bạn hãy chú ý cái phần này. Những cái sách tiếng Việt á, đem về Việt Nam nó dịch á, nó dịch theo cái kiểu của người Việt, và nó dịch, nó không dám dịch hết cuốn sách đó các bạn. Nó không dịch hết cái nghĩa đâu. Khi mà bạn hiểu được cái cuốn sách đó bằng tiếng Anh, thì cái đầu của bạn nó còn sáng nhiều hơn so với cuốn sách đó bằng tiếng Việt nữa. Thậm chí nha, những cuốn sách cha giàu cha nghèo á, cho các bạn biết nha, nếu mà các bạn đọc sách cha giàu cha nghèo bằng tiếng Anh, nó có cái phần làm bài tập, có cái phần bài tập nữa. Còn sách tiếng Việt mình chưa thấy cuốn nào có bài tập hết. Sách tiếng Anh nó rất là hay, mà bạn đọc được sách tiếng Anh thì coi như là thế giới này nó mở ra cho bạn. Lên trường các bạn học, sau đó các bạn học kệ các bạn, mình không biết. Nhưng mà có vấn đề ở nhà, các bạn ráng cố gắng, các bạn học cho giỏi giỏi tiếng Anh thì các bạn, tiếng Anh nó có rất là nhiều cái hay lắm các bạn. Các bạn làm sao, các bạn phải đưa cái niềm vui, cái sự yêu thích các bạn, cái động lực của các bạn vô trong những cái bài học tiếng Anh của bạn. Bạn thấy vui như vậy bạn mới học được, và bạn sẽ thấy là ok, tôi học tiếng Anh để tôi được cái gì. Tôi học tiếng Anh, nếu mà tôi cố gắng mỗi ngày tôi học 1 tiếng hoặc là 2 tiếng gì đó, hoặc là nửa tiếng, thì cuộc đời của tôi nó đã khác. Rồi ok, nãy giờ mình phân tích là tại sao các bạn chưa giỏi rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà học để các bạn giỏi, học đúng và làm đúng. Để các bạn sẽ thấy tiếng Anh nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần ngồi cắm tai nghe vô nghe người ta nói, rồi bạn nói theo thôi. Học tiếng Anh là học vẹt, không cần phải học bài bản vô trường đại học, học cái này học cái kia. No, học tiếng Anh là học vẹt thôi. Bây giờ bạn hỏi bạn mình hỏi các bạn, bây giờ bạn tưởng tượng nha, hoặc là bạn có thể suy nghĩ chút xíu, hoặc là bạn tưởng tượng, bạn hình dung ra đứa con của bạn á,
tại sao mà nó nói được tiếng Việt giỏi như vậy, và thằng con của mình là Johnny tại sao nó nói tiếng Anh giỏi như vậy. Bạn có thử nghĩ đi, bạn là một đứa trẻ, hoặc là bạn coi cái con cháu của bạn, một đứa cháu của bạn, một cái người nào đó mà nó nhỏ xíu à, tại sao nó nói được. Bạn suy nghĩ cái câu này đi để bạn trả lời. Trả lời tại sao bạn chưa giỏi tiếng Anh. Bây giờ cách học là như vậy thôi bạn. Coi mấy đứa nhỏ nó học tiếng Việt như thế nào, coi mấy đứa nhỏ nó học tiếng Anh như thế nào, thì bạn học y chang vậy thôi. Bạn coi mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ đầu tiên là nó nghe trước, nó nghe bằng cái lỗ tai trước, nó nghe trước rồi nó mới nói ra được các bạn. Các bạn hiểu ở chỗ này chưa? Người nước ngoài hay là người Việt Nam mình cũng vậy, bất cứ người nào miễn là con người là nghe trước xong mới nói, chứ không phải nói trước rồi mới nghe. Tật lất nghe trước xong mới nói. Các bạn hãy tập từ những cái đứa con nít. Mấy đứa con nít nó coi phim hoạt hình gì, bạn coi phim hoạt hình đó. Đừng có nên xem BBC luôn, từ từ. Nếu bạn có level coi được BBC rồi thì giỏi rồi. Còn đối với các bạn mà trung bình đó, các bạn mà bình thường bây giờ mới biết học, chỉ cần coi những cái mà mấy đứa con nít thôi. Nó đọc cho bạn nghe, ví dụ như cái telephone thì nó đọc cái xong bạn nghe. Telephone, các bạn nghe nói lại telephone. Rồi, cái này là water thì bạn nói lại water. Đó, bạn nghe xong rồi nói lại, nghe xong rồi nói lại. Hoặc là nó nói mấy con thú như là elephant hoặc là giraffe, bạn nghe xong rồi nói lại. Bạn nói giống như con vẹt vậy các bạn, nói như vẹt vậy, nói như vẹt, y chang vậy luôn. Mấy đứa nhỏ nó nói y chang. Các bạn thấy không? Nó coi những bộ phim là nó nói lại y chang. Thì bạn cũng học y chang vậy, bạn nói, bạn nghe, bạn nói, bạn nghe, bạn nói. Và bạn hãy coi mấy đứa nhỏ học làm sao thì bạn học y chang vậy cho mình đi, là bảo đảm bạn sẽ giỏi thôi. Ở trên YouTube nhiều lắm, các bạn muốn không? Mình sẽ chia sẻ các bạn nha. Nghe bài hát cũng được. Nghe bài hát, bạn nào thích hát thì nghe bài hát. Nghe bài hát, hát đi hát lại nhiều lần các bạn. Và cái phương pháp của cái ông thầy của mình là phương pháp này các bạn. Mình sẽ cho các bạn cái website của ông, rồi các bạn lên các bạn đăng ký nha. Các bạn chỉ bỏ cái email của bạn vô là sẽ người ta sẽ gửi cái bài học về cho các bạn. Các bạn thấy không? Lên là học, real là thật, English. Tiếng Anh thật sự. Đây, ông thầy của mình đây. Ông này tên là AJ Hook. Nó sẽ gửi cho các bạn 7 bài để cho các bạn học. Đây. Các bạn làm ơn các bạn đánh cái email của bạn vô đây. Rồi xong bạn bấm cái nút này, đánh cái email của bạn vô đây nha, bấm nút này. Rồi được chưa? Bấm vô đây. Đánh email vô, bấm nút này. Rồi, sau đó người ta sẽ gửi cho bạn những cái khóa học. Ông thầy này cũng rất là hay các bạn. Rất là hay. Đó, các bạn có thể coi Disney cũng được, coi những bộ phim hoạt hình đi, đừng có coi những cái bộ phim của người lớn. Mình thích coi cái channel này nữa nè các bạn. Để mình giới thiệu với các bạn luôn. Con mình và mình rất là thích coi cái channel này, rất là hay. Mình mong là các bạn hãy coi cái này. Đây mọi người, vô đây các bạn vừa học tiếng Anh mà nó có luôn rất là hay. Dave and Ava. Đây nè, cái kênh này nè các bạn. Những cái bài hát này là nó có chữ, nó chạy luôn ở dưới luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Dave and Ava. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi chưa? Các bạn mở kênh này các bạn coi nha. Kênh này rất là hay. Nếu bạn nào có con nít, bạn vừa coi với mấy đứa con nít luôn. Rồi có những cái trò chơi luôn. Rất là hay, nó sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhiều thứ hay lắm. ABC song, bạn thấy nghe mình nói trong cái kênh Michael Tâm Nguyễn, con của mình nó cũng hay, rất hay hát mấy bài hát này. Rồi, hôm nay mình đã chỉ với các bạn rồi đó. Phương pháp học của mình rất là đơn giản. Bạn hãy coi mấy đứa con nít học như thế nào. Nó nghe bằng lỗ tai, sau đó nó sẽ nói lại bằng cái miệng. Bạn nghe những cái bài hát tiếng Anh này, mình không thể nào mở cho các bạn nghe được. Lý do mình mở là sẽ bị bản quyền, nên mình không mở. À đúng rồi, còn một kênh này mình nói với các bạn nữa, cái này rất là hay luôn, còn một kênh này nữa. Con mình cũng thích ngồi cái anh này nữa. Các bạn bấm kênh này các bạn học tiếng Anh luôn nha. Kênh này tên là Wow English TV. Các bạn thấy chưa? Các bạn ghi lại giúp mình đi cho các bạn khác. Các bạn comment cho các bạn biết. Thấy chưa các bạn? Wow English TV. Cái anh này rất là dễ thương. Anh này với con quạ. Mình coi cái kênh này không biết bao nhiêu là lần với con mình luôn. Các bạn bảo đảm các bạn vô các bạn coi cái này là các bạn sẽ ghiền liền. Anh này anh rất là dễ thương. Mình không có liên quan gì tới mấy kênh này lắm nha. Nhưng mà mình thích thì mình giới thiệu với các bạn thôi. Các bạn hãy coi cái kênh này đi. Các bạn học tiếng Anh sẽ rất là nhanh. Và khi mà các bạn học xong tiếng Anh những cái kênh này rồi đó các bạn, rất là hay. Các bạn nghe con vẹt này nó nói cái gì, hoặc là nghe cái anh chàng Steve này nói cái gì, các bạn chỉ cần nói theo lại thôi. Không cần làm cái gì hết, chỉ mình nghe rồi. Dựa ngửa ra vậy nè, cầm ly cà phê rồi uống rồi xong rồi ngửa ngửa ra. Enjoy cuộc sống nha, vui vẻ nha. Rồi, bắt đầu coi tivi coi nói sao. Rồi coi tivi, bắt đầu tivi để lên cứ coi tivi nói theo. Khi bạn coi những cái kênh này, bạn coi bạn nhớ và học theo nha. Sẽ giúp các bạn rất là nhiều luôn á. Ngày xưa mình cũng đi tìm hiểu dữ lắm các bạn. Mình cũng học Top 4, rồi mình học IELTS, rồi mình học Anh văn Hội Việt Mỹ, bắt đầu mình học quá trời luôn. Cuối cùng ra mình cũng không có giỏi. Nói chung là đi học quá trời tốn rất là nhiều tiền, cuối cùng không giỏi. Các bạn thử tưởng tượng khi mà bạn học giỏi tiếng Anh rồi, cái cuộc đời của bạn nó thay đổi.
cuộc sống của bạn thay đổi, gia đình của bạn thay đổi. Các bạn có thử nghĩ cả nước mình mà nói tiếng Anh giỏi như Singapore đó, mà các bạn biết người Việt Nam rất là thông minh rồi. Nếu mà cái người Việt Nam mình giỏi tiếng Anh nữa, các bạn thấy nó khủng khiếp cỡ nào. Đất nước mình là mình nói là coi như là số 1 châu Á luôn, là không không nói giỡn chơi đâu, phải nói gọi là số 1 luôn á, số 1 luôn luôn á. Nếu mà mình giỏi tiếng Anh, người Việt Nam mình thông minh lắm. Thằng Mỹ với là thằng Nhật á, nó sợ nhất là thằng Israel và thằng Việt Nam đó các bạn. Thằng Israel là cái người thông minh nhất thế giới, nước Do Thái. Cái nước thông minh nhì thế giới là nước Việt Nam mình đó, chứ không phải nước nào khác đâu. Mà người Việt Nam mình không có chịu học tiếng Anh đâu. Các bạn thấy những cái ông lãnh đạo không, không có học giỏi tiếng Anh đâu. Các bạn hãy học giỏi tiếng Anh đi, sau này các bạn là tương lai của đất nước mình đó, các bạn ráng học giỏi đi. Và các bạn nhớ một điều nha, tiếng Anh nó không có liên quan gì ở nước ngoài, bạn cố gắng bạn học giỏi ngay từ bây giờ đi, không có cần phải đợi đi ra nước ngoài mới học giỏi tiếng Anh. Và tiếng Anh bạn đừng có nghĩ là bạn phải cần một cái người nào đó, ông thầy tiếng Anh hay gì đó. Bạn cứ ngồi bạn học, bạn phản xạ đi, bạn nói, bạn thấy, bạn nghe những cái đoạn đối thoại, là bạn cứ nghe, bạn ngồi bạn nói qua nói lại, nói qua nói lại, bạn tự bạn nói luôn, bạn là hai nhân vật, A cũng là bạn, B là cũng là bạn, cứ nói qua nói lại, nói sai thì sửa. Có những cái phần mềm bữa sau mình sẽ giới thiệu các bạn những cái phần mềm để các bạn học, mà bạn lỡ mà nói sai thì làm sao sửa. Ví dụ như bạn không biết nói cái chữ gọi là chữ entrepreneur, là cái chữ khởi nghiệp đó các bạn, kiểu kinh doanh đó, nếu bạn không biết nói chữ đó, bạn nói nó sai thì làm sao để nói lại cho nó đúng. Hoặc là nói chữ table, hoặc là nói chữ house, hoặc là nói chữ microphone, hoặc là nói chữ telephone. Nếu bạn không nói được mấy chữ này thì bạn phải đánh vô Google, hoặc là bạn nói vô Google coi nó nghe nó có hiểu bạn nói là cái gì không. Khi mà nó Google nó hiện ra chữ telephone có nghĩa là bạn nói đúng rồi. Bạn không biết mình nói có đúng hay không thì bạn nghe nghe thằng Google nó nói sao rồi bạn nói lại, nói chừng nào mà cái thằng Google bạn nói với thằng Google nó nghe nó hiểu bạn đang nói cái chữ telephone thì lúc đó bạn nói đúng. Các bạn hãy đi ra ngoài đường Bùi Viện, bạn nào ở Sài Gòn ra đường Bùi Viện, và có những cái forum ở trên mạng, có những cái diễn đàn bạn dơ lên cho đó, bạn nói tiếng Anh thoải mái ở, nói nước này nước kia không có ai cản các bạn này hết á. Các bạn cứ lên đó các bạn nói thôi, các bạn chụp đại thằng nào đó, có những cái diễn đàn trên Skype á, bạn lên đó bạn nói, bạn chụp thằng này thằng nước này, bạn nói bạn hãy học tiếng Anh của tất cả những cái nước khác trên thế giới, bạn sẽ nghe cái accent của người ta, miền Nam nói giọng khác, miền Bắc nói giọng khác, miền Trung Việt Nam mình đã nói giọng khác rồi, thì tiếng Anh nó cũng vậy thôi. Tiếng Anh giọng Anh nó nói kiểu khác, giọng Mỹ nó nói kiểu khác, giọng Anh nó nói kiểu khác, giọng Ấn Độ nó nói kiểu khác, giọng Singapore nó nói kiểu khác. Có nhiều diễn đàn nói chuyện miễn phí lắm, các bạn lên các bạn tìm hiểu đi. Thì các bạn thấy đó, hồi nãy giờ mình đã phân tích cho các bạn rất là nhiều rồi. Các bạn hãy xác định lại tối nay hoặc là sáng mai đi. Các bạn ngồi xuống, các bạn lấy tờ giấy ra, các bạn viết. Các bạn phải tự viết từ trong trái tim của các bạn đó, from bottom of your heart, là từ tận đáy lòng của các bạn á. Các bạn muốn cái gì? From bottom of your heart là nghĩa là từ từ trong sâu thẳm trái tim của bạn. Bạn muốn học tiếng Anh để làm gì? Bạn muốn làm giàu để làm gì? Bạn viết ra trong tờ giấy đi. Bạn là người duy nhất ngồi xuống và viết được cái này, chứ mình không có giúp các bạn được. Ngày trước mình không biết là các bạn thấy tiếng Anh nó khó, tiếng Anh nó sẽ phức tạp, tiếng Anh nói này nọ, bỏ qua hết cho bạn. Hãy bỏ qua cho hệ thống giáo dục, bỏ qua cho những cái thầy cô của các bạn đi. Tại vì mọi chuyện nó đã qua rồi. Bây giờ các bạn làm ơn nhớ giùm cho mình một điều: tiếng Anh dễ và vui. Và các bạn hãy học cái phương pháp tiếng Anh của mình, là học như một đứa trẻ, học như một đứa trẻ thơ, học như một cái người mà chưa biết gì hết, học như là chưa bao giờ học tiếng Anh hết. Bạn hãy để cái tình yêu của mình vào tiếng Anh đi. Đây là mình không nói cho các bạn học để các bạn được cái gì hết, mà mình nói các bạn hãy bỏ tình yêu vào cái việc học tiếng Anh đi, thì bạn sẽ thấy tiếng Anh nó sẽ mang lại cho cuộc đời của bạn rất là nhiều cái điều hay. Và nếu cái bạn nào mà ở nước Úc, nước Mỹ, nước Canada mà bạn biết tiếng Anh đó, thì bạn đi ra ngoài và nói chuyện với người hàng xóm của bạn, bạn rất là thân thiện, bạn rất là vui vẻ khi bạn nói, bạn hiểu cái người kia người ta nói cái gì, và cái cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi. Mình chắc chắn một điều là mình tin là cái cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất là nhiều khi mà bạn hiểu được tiếng Anh. Và các bạn, khi mà các bạn nhận được những cái giá trị gì của mình, thì mình mong là các bạn hãy áp dụng và bạn hãy hành động để các bạn có cuộc sống của bạn thành công nha. Đừng có chỉ là thắng, ôi anh Michael nói hay quá, anh nói rất là hay, ôi em rất thích anh, cuối cùng bạn không hành động. Thì cái việc mình truyền cho các bạn, cái việc mình chia sẻ các bạn, nó trở thành con số không. Mình mong là các bạn hãy biến nó thành con số 1 chứ không phải là con số không. Tại từ không tới một nó có một cái quá trình để nó đi, từ không nè tới một nó phải có một cái quá trình nó đi. Và mình muốn các bạn hãy hành động ngay sáng mai hoặc là tối nay, các bạn hãy ngồi xuống viết từ trái tim sâu thẳm trái tim, tại sao tôi thích như vậy, tại sao tôi thích làm giàu, tại sao tôi thích học tiếng Anh, để làm gì, để bạn có đủ động lực để các bạn có học. Khi nào mà bạn không có đủ động lực, hoặc khi nào bạn thấy bạn chán nản, bạn nhìn vô cái tờ giấy đó và nói đây nè, tôi học tiếng Anh để tôi được cái gì, mục tiêu của tôi đã rõ ràng, thì quyết tâm của bạn có đủ để bạn học tiếng Anh. Và bạn nhớ một điều như mình nói đó,
tiếng Anh nó rất là vui, nó làm cho bạn rất là vui. Giống như chữ vocabulary các bạn. Ngày xưa cô giáo mình dạy là vỏ cá bự lại rẻ, phân tích cái chữ đó ra thành những cái như vậy. Bạn sẽ không bao giờ quên được chữ vocabulary đâu. Vocabulary là cái chữ từ vựng các bạn. Vỏ cá bự lại rẻ. Hay không các bạn? Thấy nó hay đúng không? Thôi mình kết thúc video ở đây nha. Các bạn nhớ luôn cái từ này luôn nha. Hôm nào mình vui vui mình sẽ chỉ cho các bạn thêm những cái từ vựng khác. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.